只当日日记住，一生尽力为民，为了实现真理想，遇上艰辛都见人。凭身手兼且机智，扶持贫困以恶为耻。所有事只要是有理，想做就做，天晓之。从不贪莫是名利，不以权贵似世灵气。 快乐人我做人真心，将比己无留余地。唔知当知已善知，明知不知所恃痴，乐观一生已有智慧，正气有意思。凭良心真心做人宗旨，行恶诈骗人憎治，和我与你一起感觉这诚意。 Đoạn án như thần, tấm biển này do Châu Đại Nhân ở huyện Khánh An mang tặng. Cảm ơn Đại Nhân đã xử vụ án kế tử giành tài sản. Chưa hết. Tấm biển thanh thiên tái thế này á là do Hải Đại Nhân ở huyện Định Hà mang tặng. Cảm ơn Đại Nhân phá vụ án luân thường thảm án đó. Chà, nhiều tấm biển vậy chắc phải mở rộng chỗ này mới đủ chứa ha. Đậu phộng này ngon ngon quá trời. Đậu phộng này rất là ngon, là đặc sản của huyện Tân Sương đó. Với lại những loại đặc sản khác cũng do các châu huyện tặng. Họ nói cảm ơn Đại Nhân đã giúp họ xét xử và phán án đó. Thủy Đại Nhân và Tập Chí Muội sau kiếm họ bích quả là sở hướng vô địch. Tìm treo thưởng của các nơi mà nha môn chúng ta nhận được còn nhiều hơn quy tắc cũ trước đây nữa. Chà, vừa rồi có nhân sông hải sông Trường Xuân bất lão lại bồi bổ, ăn rồi cũng nhận ra là cha nữa. Đừng nằm mơ, bộ muốn ăn không rồi rồi không làm gì khác hả? Có tin lần sau đi bắt khước thì bắt Quynh đi theo không? Bây giờ Thủy Đại Nhân xong kiếm họ bích, Quynh mà đi theo lúc rút cây bị dướng nó nghe. Bỏ đi thông với Muội. Cũng nhờ Đại Mau và Đường Bố Đầu canh gác ở huyện Lương Tài nên bây giờ rất ít đạo tặc, đó là công lao của họ. Cho nên số lễ vật này mọi người lấy chia đều đi ha, cùng chia bùi sẻ ngọt. Cảm ơn Đại Nhân. Phải, chia bùi sẻ ngọt là tốt. Nhưng mà vậy Thủy Đại Nhân à, cây dù giấy dầu này không thể chia được đâu. Là sử gì à? Lại đi sai nữa sao? Đúng đó, vừa mới chuyển tới là cấp kiện của hình bộ. Gần đây kinh thành xảy ra nhiều vụ án giết người liên quan. Người bị hại đều là quý nữ trong kinh thành, cho nên họ mời Thủy Đại Nhân đến hỗ trợ để điều tra. Đường xá xa xôi, ông phải mang theo cây dù chứ. Vậy còn tôi? Cô không lý nào mang cây dù mà cũng không mang theo tôi. Huống chi tôi là mã khoái mà. Đại Nhân đâu thể lên được một mình, nhất định phải có người bảo vệ mới được. Chưa thật hết đâu, Đại Nhân khi đến kinh thành ông phải điều tra vụ án chuyện chém giết thì không thể tránh khỏi được. Đại Nhân biết đánh sao? Đâu biết nhưng mà tôi biết. Cho nên nó có thập nghĩa mũi này bảo vệ ông là tốt nhất. Chưa hết, nếu như trời trở gió mưa to, Đại Nhân làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng mà có thập nghĩa mũi theo thì lại khác. Thật ra thập nghĩa mũi cô đi làm gì, lúc nào cô cũng la lối om sòm, bổ quan thấy bị làm phiền quá. Nhưng mà lần này không còn cách nào khác, cả công văn cũng chỉ định thập nghĩa mũi phải đi để giúp bổ quan một tay. Mừng ha. Thật ra từ đầu tôi định nói với cô là cô được đi theo, nhưng cô lại không cho tôi nói. Với lại công văn có nói sự việc quan trọng, tránh để lộ tin tức, Đại Nhân phải bí mật di phục lên kinh. Chỉ có cô và Đại Nhân hai người cùng đi thôi. Thật không? Màu tím tiệp với màu xanh cũng đẹp đấy chứ ha. Phải cài cái gì đây? Cái này ha, cái này không đẹp lợt quá à. Màu cam để vào cũng rất đẹp. Cái này màu hồng thì tiệp với màu vàng. Rồi cái bông hồng này có đẹp không? Con à con, bộ nào có cũng tiệp cho thật đẹp, bộ con nhớ nổi sao? Nhớ sao nổi, cho nên con sẽ phân ra từng bao một để lúc lấy mặt cũng tiện hơn. Không lấy 8-10 miếng khăn vuông gói lại sao mà được. Mỗi khi một bộ con mặc 3 ngày, 3 bộ thì mặc cả tháng. Lần này sao con lại đem nhiều đồ quá vậy? Trời ơi, lần này thì khác mà, con phải lên kinh thành. Mẹ biết không, con không thể làm Thủy Đông Lâu mất mặt, cho nên không chuẩn bị 8-10 bộ làm sao mà được chứ. Cũng phải, nhưng mà... Trời mẹ ơi, mẹ bỏ đi, mẹ sao không hiểu đâu. Mẹ đừng cản trở con nha, con từ từ soạn được rồi. Thiệu Tuyền, ấn quan của Đại Nhân ở để đâu vậy? Thủy Đại Nhân, tôi sẽ thu dọn hành trang giùm cho ông. Ông biết đó, Thiệu Tuyền không có đi. Y phục giày vớ tôi sẽ chuẩn bị giùm cho ông. Đến ngày hôm đó ông có thể yên tâm thoải mái mà lên đường ha. Thầm nghe Muội à, cô biết Thiệu Tuyền không có đi không? Cô mang theo nhiều đồ quá, ai sẽ khiêng vác giùm cho tôi đây? Tôi nè.
Thập Nghĩa Muội, lần này chúng ta phải di phục lên kinh. Cô nhìn miệng tôi nè, là di phục lên kinh, không thể khoa trương quá, mọi thứ phải đơn giản. Cô hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng mà đại nhân à, có những thứ luôn bên người ông phải tự mang theo thì mới có thể có ý nghĩa. Tôi lấy giùm ông sẽ không có ý nghĩa. Phụ nữ. Đùa, đùa, đùa thôi à, không đùa sao cười nữa. Quạt. Tôi lấy giùm ông rồi à, cái bô á. Thấy ghét quá, tôi cũng lấy giùm ông rồi mà. Không phải đâu, thứ này đối với ông rất quan trọng, ông không thể quên được. Có nhiều thứ đối với đàn ông rất quan trọng mà. Thôi đừng đùa nữa, nói mau đi mà. Tôi không cần biết đâu. Tóm lại trước ngày lên kinh, ông phải mang theo bên người ông đó. Cái gì vậy? Được. Thiếu Tuyên, sao anh có thể lấy khúc cây của Thủy Đại Nhân để đập mền chứ? Đây không phải là khúc cây của Thủy Đại Nhân đâu. Nghe nói khúc cây đó xài cũng được lắm, dài dài cầm rất là vừa tay, nhưng mà tiền không thấy. Những thứ quan trọng như vậy đương nhiên là Thủy Đại Nhân đem cất kỹ rồi. Đâu có phải đâu, tôi kêu Thủy Đại Nhân cho mượn, Đại Nhân nói là mất tiêu rồi, không biết là mất ở đâu nữa. Là mất. Một ngày không gặp như cách ba mùa thu. Thủy Đại Nhân lần này ông lên kinh, xung quanh thề chết cũng phải đi cùng ông. Trong nước thì phải theo trong nước, trong lửa phải theo trong lửa. Đừng 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 đừng, bổn quan sẽ dẫn nàng theo ha. Còn Thu Nguyệt nữa đại nhân, Thu Nguyệt cũng muốn đi. Đừng đừng đừng, bổn quan cũng dẫn nàng theo luôn ha. Ha chứ ông. Lót lại bổn quan sẽ dẫn Xuân Hoa Thu Nguyệt đi cùng, có chịu không? Chịu. Tập cái mũi. Đừng 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 đừng, bổn quan sẽ dẫn cô theo luôn. Chà, nhiều người đi theo quá. Thế đâu lâu đáng ghét. Ông ăn nói sao với tôi đây? Trời ơi, cô lại nổi điên rồi Thu Nguyệt. Chạy mau đi. Trời ơi, tôi uống rượu qua có lỗi gì với cô đâu. Khúc cây tôi tặng cho ông đâu, ông để đâu? Khúc cây đó hả, rồi mất rồi, chi vậy? Trời trời, khúc cây thôi mà, tôi sẽ mua lại 80 cây cho cô luôn. Làm gì dữ vậy, chuyện nhỏ thôi mà. Đó không phải là khúc cây thường, đối với tôi rất quan trọng. Ông nói là nhìn thấy nó như là nhìn thấy tôi mà. Phải đó, bây giờ tôi thấy cô rồi, còn lấy khúc cây làm gì? Khúc cây đó là thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, ngàn vàng khó mua, ý nghĩa sâu nặng đó. Sâu nặng đến cỡ nào? Nó tượng trưng cho tôi. Cô sao hả? Đối với ông. Tôi thì sao? Thủy Đông Lưu đáng ghét, làm mất khúc cây của tôi căm ghét ông. Nè, nói gì hả? Cây mà Thập Nghĩa Muội tặng cho ông hả? Phải đó. Tại sao Thập Nghĩa Muội lại quý khúc cây đó vậy? Tôi chỉ biết lâu nay mẹ Thập Nghĩa Muội để khúc cây đó trong phòng đã nhiều năm rồi, rất quý nó, không cho ai đụng vào, còn dùng cái kệ để lên nữa. Nhưng mà tôi cũng lấy làm lạ, tại sao mẹ Thập Nghĩa lại tặng cho Thập Nghĩa Muội, sau đó Thập Nghĩa Muội lại đem tặng cho ông? Đại nhân, không biết sao, chết rồi, biết cổ quý khúc cây như vậy mà tôi không nhận rồi. Ông đang nói khúc cây nào? Đó, cây mà bà hay để trong phòng mà bà rất là quý nó đó. À, cây đó hả? Trời, chuyện này đâu thể nói với ông được. Không phải đâu mẹ Thập Nghĩa, bà phải nói cho tôi biết. Thập Nghĩa Muội á, nó tặng khúc cây đó cho tôi, nhà tôi đã làm mất nó rồi. Chà, có nổ điên lên rồi giết chết tôi luôn á. Thập Nghĩa Muội tặng khúc cây đó cho ông. Mẹ Thập Nghĩa, khúc cây đó có gì quan trọng dữ vậy? Khúc cây đó là tín vật hứa hẹn giữa tôi và phu quân tôi mà. Tín vật hứa hẹn? Không chỉ vậy, điều quan trọng là tôi đã tặng khúc cây đó cho con tôi, hy vọng nó tìm được ý trung nhân rồi đem khúc cây tặng cho người đó, đem tình yêu chân thật sống chết có nhau giữa tôi và phu quân tôi truyền lại cho các đời sau. Trời, Thủy Đại Nhân, Thủy Đại Nhân, ông không sao chứ? Nè, đứng lên, cẩn thận đó. Mẹ Thập Nghĩa, bà nghe tôi nói, thật sự phải nghe tôi nói, thật sự tôi không biết gì á. Chà, nhìn mặt ông không hề có ý gì với con tôi sao? Trước giờ tôi không hề nghĩ gì với cổ đó. Thủy Đại Nhân, ông bình tâm mà suy nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ đi, quan trọng lắm đó. À, phải rồi, tôi không thể nào mất Thập Nghĩa Muội. À, vậy thì được rồi. Chỉ là nha môn không thể nào mất cổ. Chà, theo ông nói, vậy giữa hai người thật sự không có chút tình cảm nam nữ sao? Đương nhiên là không rồi, tôi và Thập Nghĩa Muội là tình nghĩa, là đồng liêu, chứ đâu phải là cái dạng đó, tức là dạng này không phải dạng đó. Vậy ông hãy mau nói rõ với nó, ông không có ý gì với nó đi. Dĩ nhiên rồi, nếu tôi mà đến với cổ sẽ có lỗi với cổ đó.
Ông biết nghiêm trọng là được rồi. Sáng bây giờ nó chưa vướng sâu vào tình cảm, mau nói rõ với nó đi. Nói với nó chứ, không nói tôi sẽ chết cái chắc á. Ông biết sợ là được rồi. Ông hãy mau đi tìm khúc cây đó về, rồi nói rõ với nó, để nó đem khúc cây tặng cho người có duyên khác. Được. Vì hạnh phúc sau này của tôi và thằng Nghĩa Mụi, dù lên nước đao xuống chảo dầu, quét sạch mọi chông gai xông vào lửa đạn, tôi không ngần ngại. Tôi thề tôi tìm được khúc cây đó về cho thằng Nghĩa Mụi. Chết rồi, khúc cây đó đâu mất rồi? Sao kỳ vậy? Rõ ràng hôm đó đứng đây mà. Đâu phải đâu, mình đánh giỏi với cổ rồi, mình ngửi thấy mùi thơm trên người của cổ, rồi đập ong giùm cổ. Lúc đó khúc cây còn trong tay mà, phải không? Phải. Hôm đó mình có đến chỗ này, lấy khúc cây khều mấy quả nè. Sau đó thì... lúc đó trời đang mưa, lúc đó mình thấy mình lấy hai cái tay mình che cái đầu rồi mình chạy đi nè. Hình như khúc cây không có ở trong tay. Vậy tức là khúc cây chỉ nằm ở đâu đây thôi nè. Ngoan ngoãn ra đây đi mà, ngoan ngoãn ra đây. Hạnh phúc cả đời của Thủy Đông Lâu nằm trong tay người đó. Không ngờ quên lấy dây khúc cây mà liều lĩnh quá, và thương mình tới như vậy. Tôi bị rắn độc cắn ở chân nè. Tại sao huynh khờ quá vậy? Khúc cây tôi quan trọng nhưng mà đâu có quan trọng bằng mạng sống của huynh. Nếu huynh có chuyện gì thì muội phải làm sao đây? Thật cái muội, bởi vì tôi muốn nói. Huynh đừng nói gì, muội nhìn thấy hết rồi. Những gì huynh làm gì muội, muội đều biết hết. Muội định làm gì? Hút độc ra. Về rồi nè. Sao? Sao rồi, đại nhân đâu? Tôi tới Di Hương Viện hỏi. Xuân Hoa nói Thủy đại nhân đã đi khoảng 3-4 canh giờ rồi, nhưng mà Thập Nghĩa Mụi có đến tìm đại nhân. Cô nổi điên như muốn giết người, sau đó hai người đi đâu mất tiêu à? Thập Nghĩa Mụi đi đâu tôi không biết. Nhưng vừa rồi đại nhân có mời tôi ăn uống, nói chuyện nhảm nhí hồi, sau đó bỏ đi. Ông đi đâu tôi cũng không biết. Chết đi. Tôi biết nè. Sao? Đi đâu à? Vừa rồi tôi đi giao công văn, từ xa nhìn thấy Thủy đại nhân một mình vội vã đi ra khỏi thành. Mà điều đặc biệt nhất là Thập Nghĩa Mụi cổ lén la lén lút theo sau Thủy đại nhân, rồi cổ cũng ra dạ khỏi thành luôn. Thủy đại nhân về rồi nè. Cẩn thận đó. Này hai người làm gì vậy? Đại nhân bị rắn cắn. Hả? Đi đâu bị rắn cắn vậy? Ở bụi cây bị rắn cắn. Ở bụi cây? Phải đó, vì cứu tôi mà đại nhân bị rắn cắn đó. Vì cứu cơ. Nhưng mà tôi đã hút máu độc ra rồi. Hút máu độc ra. Nhìn rắn nó còn cắn chỗ nào khác không vậy hả? Sao còn hỏi nữa, mau đi kêu đại phu đi. Đi đại phu. Lúc ta bị rắn cắn, ta cứ tưởng sẽ đi chầu trời rồi. Trời, cũng may có Thập Kiếm Mụi bên cạnh đó. Đại phu cũng nói là nhờ cổ hút máu độc ra kịp thời nên đại nhân mới giữ được mạng sống. Hút cái gì? Đại nhân. Sao đông đủ vậy? Sử sĩ gia, để huynh nói. Được. Bị chứ đã chuẩn bị sẵn tờ giấy này, mời đại nhân xem qua. Gì đây? Một cặp gà, một cặp dừa, hai con cá chép, bốn tỉnh hoa điêu, tám loại quả hạt, bánh lễ châu niên bích hợp 100 gánh, loan phụng và tiệc rượu 80 bàn, heo quay hồi môn một con. Mọi thứ đều đầy đủ. Nhà môn có chuyện vui sao? Đừng bố đâu, huynh gả con gái hả? Trời ơi đâu có, gái tôi mới có 10 tuổi làm dâu đồng dưỡng cũng còn nhỏ nữa. Vậy là ai? Nhà môn đâu có phụ nữ. Trời đại nhân, ông không nghĩ Thập Nghĩa Mụi là phụ nữ sao? Thập Nghĩa Mụi? Cổ tìm được Lan Quân như ý hả? Chính là ông đó. Hả? Nè, bốn người này nói gì hả? Chúng tôi chỉ nói những sự thật đã nghe và thấy thôi. Không thêm mà cũng không bớt. Câu nào cũng thật, không hề giả dối. Đại nhân minh giám. Nè đại nhân à, tuy những gì họ nói không phải là toàn bộ sự thật, nhưng mà nói rất là hấp dẫn. Sư sư gia, cả huynh cũng trêu chọc bố quan sao? Đại nhân, tôi chỉ dựa vào chứng cứ bên ngoài để suy đoán thôi. Ông thử nghĩ coi. Cô nam quả nữ, người trước người sau ra khỏi thành, sau đó trải qua cơn mưa lớn. Sau đó ở bụi cây cùng trải qua đúng một canh giờ. Người nam vì người nữ bị rắn cắn, người nữ vì người nam hút máu độc ra. Tình cảnh này ông nói đi,
có phải sắp có chuyện vui hay không? Chúc mừng nha. Sắp có chuyện mừng hả? Ai có chuyện vui vậy? Đừng Túc Túc, Túc gả con hả? Đó, kiểu nói cũng giống nhau, còn không phải sắp có chuyện vui hay sao? Quý đã nói nhảm gì vậy? Thông cái mũi, cô đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ, đây là canh rùa kim tiền do chính tay muội nấu, giải nhiệt độc, với lại muội bỏ thêm rất nhiều táo đỏ và từ thực, và còn rất nhiều tâm huyết của muội. Mau uống đi. Chà, loại canh này bổ lắm, để tôi uống xong rồi cô về nhà cô nghỉ ngơi luôn đi ha. Ừ. Nè, muội đã nói nhiều lần rồi, thứ quan trọng như vậy không được để bừa bãi, không phải lần nào cũng may mắn tìm lại được đâu. Hả? Phải. Đã nói ngươi nhiều lần đừng có đi lung tung nữa, mà lần sau không dắt ngươi theo nữa giờ đó ha. Với lại muội đã nói nhiều lần huynh vừa mới khỏi bệnh, đừng có đi lại nhiều mà. Còn đi giăng nắng nữa, giăng nắng nhiều sẽ có sẹo đó, đến chừng đó sẽ không có đẹp trai đâu, người ta sẽ trách muội không biết lo cho huynh gì hết. Thập nghi muội hả, lúc cô đi về nhớ mang cái lồng đèn này về luôn nghe. Thì ghét quá à, huynh muốn muội về trễ một chút nên cố tình cho muội cái lồng đèn. Phải, cô phải đi tuần tra mà ha, rất nhiều đạo tặc đang chờ cô bắt đó. Lúc cô bắt đạo tặc thì nhớ lấy khúc cây này ra sức mà đập, đập mạnh cỡ nào cũng được, hết đập cho hắn ngất xỉu luôn ha. Thấy heo đập heo, thấy chó đập chó, tóm lại cây này cô mang về trước đi, còn tôi được rồi ha. Được rồi. Huynh xấu quá à, huynh quan tâm muội lại lo cho muội, làm muội không muốn đi về. Thập nghĩ muội. Có lẽ trước đây tôi ăn nói hơi uyển chuyển cho nên cô không có hiểu, nhưng mà chuyện đến nước này tôi không thể không nói với cô. Thủy Đông Lâu này đối với cô, Thập nghĩ muội. Bạch tượng cổ suy yếu là triệu chứng lao lực quá mức, xem ra cũng không được nghỉ ngơi ít nhất là 12 canh giờ nên khiến cổ bị ngất đi đó. Thủy đại nhân, đông đủ quá đây, làm gì vậy? Làm gì vậy? Thấy gì đó? Thấy gì đó? Mau ra ngoài đi. Trời ơi, cha đóng cửa luôn, còn không phải có chuyện mờ ám sao? Còn nằm trên giường của Thúy đại nhân nữa, cơm cũng chín luôn. Con bộ chúng ta phải chuẩn bị lễ vật đó. Mà để mau à, huynh vào to rồi, không những được nghĩa muội chiếu cố, sắp tới còn được Thúy đại nhân chiếu cố nữa. Thông minh. Vậy mấy người biết phải làm sao rồi đó. Mau nè. Không phải là dạng này, mà là dạng này nè. Mình nói mời mình ăn cơm thôi, làm gì. Canh nguội hết rồi, huynh uống chưa vậy? Nếu chưa để muội múc cho huynh nha. Muội quá, múc. Không nghĩ muội. Cô mới tỉnh lại, đại phu nói cô phải nghỉ ngơi nhiều. Vậy sao? Muội đang ngất xỉu sao? Hình như là phải ha. Hình như trước khi muội xỉu, huynh cũng giữ tư thế này, sau đó nói gì với muội? Huynh định nói gì vậy hả? Tôi định nói là cảm ơn cô đã nấu canh rất ngon, tôi biết ơn cô lắm. Cô đừng nhọc nhằn quá, hãy nghỉ ngơi nhiều đi. Được rồi, hồi nãy muội nằm một lát thấy đỡ nhiều rồi. Như cô phải nằm thêm lát nữa ha, đại phu nói nghe lời đi ha. Không được đâu, để muội hâm nóng canh lại cho huynh uống nha. Muội sẽ quay lại liền nha. Trời ơi con à, con làm mẹ lo quá. Đại mau nói con ngất xỉu, tối qua lại hút máu độc giùm cho Thủy đại nhân nữa. Nè, mẹ tính đến gia môn tìm con đó. Trời mẹ, con không sao, con chỉ bị ngất xỉu một chút thôi, nhưng mà huynh ấy lo lắng nhất quyết đòi đưa con về đó. Nếu nha môn không có cô thì ai sẽ bắt cướp đây? Phải rồi, muội biết nha môn rất cần muội. Sao cũng được, chỉ cần cô không sao tôi an tâm rồi ha. Mẹ Thập Nghĩa, thôi bây giờ tôi phải đi về đi. Nè, huynh bỏ quên đồ.
Hả? Hãy cất cho kỹ, đừng để muội lượm được nữa. Dù sao cũng mang qua đây, mang đi mang lại sẽ dễ bị mất lắm đó. Cô hãy cất vô đi có được không? Thôi cất vô. Đừng đi. Làm trò đùa như vậy. Người ta đã tặng cho huynh thì huynh cất cho thật kỹ đi. Không phải đâu, cô cất vô đi. Nhiều muội làm chút chuyện cũng không được sao hả? Vậy không phiền hay vị nghỉ ngơi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Con à con, người ta trả khúc cây lại cho con thì con nhận đi. Biết đâu người ta không cần đến nó. Con đừng níu kéo như vậy không ra thể thống gì hết. Đó không phải là không cần, Mà là không nỡ xài đó. Chính miệng đại nhân đã nói với con hả? Thân thể lực hành còn hơn muôn ngàn lời nói. Quên ấy biết, con biết là được rồi. Mẹ à, thật sự không có tặng nhầm khúc cây cho Quynh ấy đâu. Quynh ấy đối xử với con rất tốt. Vậy mẹ chúc phúc cho con. Trong thời gian bổn quan lên kinh, mọi việc ở nha môn đều giao cho sử sĩ gia và đường mổ đầu xử lý thay. Dạ, đại nhân. Mẹ Thập Nghĩa à, tóm lại trước khi lên kinh, những gì cần nói tôi sẽ nói cho rõ ràng, vậy mới có thể chuyên tâm mà xử án. Được vậy thì tốt, đừng để cho người mẹ này phải lo lắng. Thập Nghĩa muội, dạ, đàng hoàng một chút. Mẹ Thập Nghĩa yên tâm đi, trên đường có Thủy đại nhân chăm sóc cho Thập Nghĩa muội thì cổ muốn vui cỡ nào cũng được hết. Sử sĩ gia, đại nhân à, con đường lên kinh rất xa, chuyến đi rất vất vả, đại nhân cẩn thận bảo trọng đó. Đại nhân có Thập Nghĩa muội đi cùng sao cảm thấy vất vả chứ. Đại mau trời lông trời lỡ đất, coi như sông cạn đá mòn. Bác sĩ với đổi bào coi như qua đẹp trăng tròn. Dân xanh đi bộ lên kinh ắt sẽ rất thú vị. Thúc ngựa đuổi rông như tắm giữa trời xuân. Sử sư gia vượt sông lội nước như chèo thuyền ở trên sông vậy. Bắt đầu nói gì kỳ vậy. Tóm lại toàn là quan cảnh đẹp, có chàng và thiếp khiến người người đều ngưỡng mộ chàng và thiếp. Ngưỡng mộ. Đủ rồi. Nếu ai mà nói tiếp ta sẽ tát miệng từng người một. Các vị hãy coi thử đại nhân khí thế không. Hay quá. Mấy hôm nay dù là bà con xa hay gần, muội cũng đến hỏi hết. Nhưng mà nhắc đến tiền ấy, thì họ liền che túi tiền lại, không cho mượn qua tiền đâu. Mở miệng ra mượn tiền dĩ nhiên là khó. Đại tổ à, lần này tổ phải tin muội đi. Kẻ nợ bọn lãi cao là lãi nhân tước công của muội chứ không phải là muội. Hắn còn nói nếu muội không trả hết số nợ dùm cho hắn, hắn sẽ mua sẵn quan tài cho bé An. Đại tổ à, xin điệp tình em chồng chị dâu giúp muội luôn lần này đi. Thật lòng muội không muốn mất bé An. Hay quá là rất nhập tâm, có khiếu diễn đó. Cô Tú, với tài diễn tuồng của cô có thể là nhân tài làm quá đáng, không đi diễn thì ổn quá. Nè, có thể chỉ con bị mô thấy ghét gì không hả? Chà, trời hết trơn à. Con im miệng đi. Nè, đứng lên ngồi xuống từ từ nói. Mẹ Thập Nghĩa, thím để cổ gạt vậy sao? Đừng có tin cổ, hạng người mê cờ bạc như cổ. Ở nhà môn trời con gặp nhiều lắm đó. Gạt hết lần này tới lần khác, vì tiền dối trá lừa gạt. Chuyên gạt người quen thì có gì mà không dám làm chứ. Thật tình mùi bị hắn hãm hại mà đại tổ. Mùi không còn con đường nào khác. Nếu tổ không có 300 lượng thì cho mượn đỡ 100-200 lượng đi. Cô Tú à, lần trước cô làm xém chút mất luôn tiệm canh. Vì kiếm tiền cứu cô, tiền cạo gió tôi cũng lấy ra luôn rồi. Bây giờ tiệm canh còn thiếu tiền bào ngư hải vị chưa trả nữa. Tiền đâu mà lấy cho cô mượn đây? Với lại tôi mà giúp cô chỉ hại cô thôi. Cô cờ bạc như vậy hoài không phải là cách tốt đâu. Cạn chung. Được. Thủy đại nhân vừa lên kinh, sử sư gia đã đến đây. Xem ra sử sư gia rất an nhàn. Tôi là sư gia của Thủy đại nhân mà. Thủy đại nhân không có ở đây, dĩ nhiên tôi an nhàn rồi. Đừng có nói nhiều nữa, mau kiếm cái gì cho tôi vui. Được. Hay là gọi Xuân Hoa Thu Nguyệt nha. Xuân cái gì mà Xuân? Suốt ngày Xuân Hoa Thu Nguyệt có chán quá hay không đây? Lần nào mà cũng đưa hai cô đó tới đây. Còn ai khác không? Còn. Hôm nay Di Hương Viện chúng tôi có một cô nương đến từ Tô Châu, mắt cổ như phù dung, yếu điệu dịu dàng. Tuy rằng hơi lớn tuổi một chút, nhưng cầm kỳ thi họa cổ đều rất là giỏi, phải nói là như Dương Chi Quân tái thế vậy. Hơn nữa, lần đầu cổ sa vào phong trần,
Cổ may mắn được tiếp sử sư gia là vị khách đầu tiên. Tôi đảm bảo cổ sẽ hầu hạ sư gia chu đáo mà. Ờ, nói xong rồi ha. Mau gọi cổ về đây đi. Dạ dạ dạ. Để coi chu đáo cái nào. Cô nương đến đây. À cô nương, nghe nói cô là Dương Chiêu Quân tái thế phải không? Thôi về đi, hát bài Chiêu Quân ra trận cho tôi nghe đi. Coi cô giống cỡ nào. Dạ dạ dạ. Trời ơi, đâu cần có nhào tới vậy. Cô chính là Dương Chiêu Quân Sử Sư Gia. Biết trước cô có ngày hôm nay, công ngờ cô lại sa sút nhanh như vậy chứ. Sa sút tới bước này. Thôi bỏ. Gọi xung qua thu nguyệt vào đây cho tôi là được rồi. Nhìn thấy người đàn bà này là tôi muốn không ăn điểm tâm luôn. Sử Sư Gia, xin ông đừng đuổi người. Đi đi. Không đàn thì bà thì uống rượu với ông. Lát xin ngồi cô nha. Nếu không thì chơi mã điếu đi. Chơi phiên thang tôi... hay là bông của cá tôm. Thứ nào tôi cũng biết hết. Những thứ đó tôi không có thích. Chứng nào tật nấy. Sử Sư Gia, tôi xin ông đừng đuổi người. Ông muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo. Cô đi đi. Nếu không bán thân được sẽ khổ cho tôi lắm. Sao tự mama? Tôi đã nói rồi, người đàn bà này rất là lẳng lơ, nhất định sẽ dụ được mấy đại gia. Bà mà mua cổ bảo đảm mà sẽ đắt khách. 300 lượng phải không? 300 lượng một cây tiền, không tới 3 tháng 3.000 lượng kiếm dễ gì chơi, rẻ quá. Bao nhiêu đàn ông xấu xa đê tiện tôi cũng từng gặp, nhưng cậu thì tệ quá mức. Bán thê tử đã tệ lắm rồi, còn bán thê tử mà mình đã bỏ, coi chừng trời đánh đó. Người xưa nói đàn bà như y phục, đúng không? Bây giờ tôi phải trả nợ lãi cao, đương nhiên phải đem hết y phục giày vớ ra mà cầm, có gì lạ đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, mà đưa tôi 300 lượng đi. Nếu không bọn lãi cao tìm đến đây quậy phá, tôi không có chịu trách nhiệm đâu à. Sử Sư Gia, 300 lượng ông hả? Tin nè, cầm lấy đi. Tôi không có gạt ông. Cảm ơn nha. Mỗi vừa đi dây vừa đi mượn, nhưng mà không còn cách nào khác, nên đành phải để hắn bán bụi vào lầu xanh để lấy 300 lượng chuộc lại bé An. Tất cả cũng tại đại tẩu. Nếu từ đầu tin cô thì cô sẽ không sa vào phong trần. Cho dù tin cổ thì sao chứ mẹ Thập Nghĩa, 300 lượng đâu phải con số nhỏ đâu. Cho dù chúng ta không ăn không ở cũng không có đủ. Cùng lắm thì bán tiệm canh, nếu không đủ thì bán luôn căn nhà này. Cô là người nhà họ Lục, tôi là đại tẩu của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô. Mẹ Thập Nghĩa, khỏi cần phiền bà. Lời đó của Sử Kỳ Dượng này Di Linh đóng cột. Trước đó tôi nói với cô Tú rồi, nếu chuyện là thật á thì số nợ đó tôi chịu cho. Được, 300 lượng đó tôi bỏ ra chuộc, chuộc thân cho cổ. Huynh đã lấy 300 lượng mà cô Tú bán thân đem trả nợ rồi, thì huynh cũng nên giữ lời hứa trả đứa con lại cho cô Tú. Không ngờ thê tử mà đã bị tôi bỏ rồi cũng còn có sức quyến rũ. Mới đây đã tìm được người đàn ông khác rồi. Huynh đừng có nói bậy. Sử Sư Gia thấy tức vì việc làm của mình mới đứng ra giúp tôi đó. Trời ơi, tôi chúc mừng cô đã hoàn lương tìm được người đàn ông tốt, làm gì dữ vậy. Tôi nhất định là sẽ cho cô gặp con. Bé An. Mẹ ơi. Bé An. Bé An. Mẹ An nhớ mẹ quá à. Sau này mẹ sẽ không để bé An chịu khổ nữa. Gặp xong chưa? Thôi theo tao đi. Sao lại theo huynh chứ? Huynh nói tôi trả nợ lấy cao cho huynh rồi thì huynh giao bé An cho tôi mà. Cô đừng nói bậy bạ nha. Tôi nói cho cô gặp đứa con chứ đâu phải trả con lại cho cô đâu mà nói. Huynh có nói vậy sao? Tại cô nghe lầm thôi. Đánh ra đi. Đi phá đi đã. Ngươi giỏi thật đó, dám giở trò trước mặt của Sử Kỳ Dượng này hả? Sử Sư Gia, ông giúp tôi đòi lại bé An đi. Đó, bên lộ ra mặt nó còn dám nói không có tư tình. Nè, lại nhân, ngươi đừng ăn nói bậy bạ. Ngươi buông lời làm nhục, ta có quyền bắt ngươi đó. Ê, thì coi như tôi không có nói. Nhưng mà ông muốn nói luật với tôi chứ gì, tôi sẽ nói với ông. Nè, đứa con á, tôi họ Lại, là cháu đích tôn của nhà họ Lại, phải nhờ nó nói giỏi tông đường chứ. Ông muốn kiện tôi chứ gì, tôi sẽ cho ông kiện. Dù ở Nguyễn Lương Tài hay là đến Phủ Nha gì, thậm chí kiện đến Kinh Ty thì sao đây? Phần thắng sẽ thuộc về tôi. Tại sao vậy? Hả? Bởi vì đây là con ruột của Lại Nhân này mà. Đi. Mẹ An, tôi còn xin huynh trả mẹ An lại cho tôi. Cho cô gặp lại con chứ gì.
Được, một lần gấp 300 lượng. Dù sao cô cũng tìm được người đàn ông giàu có nhằm nhò gì. Hả? Khóc nữa, dành thời gian cho tôi suy nghĩ. Tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ đòi lại đứa con cho cô, giải quyết luôn tên đê tiện này. Ông chủ à, không còn căn phòng nào khác sao? Xin lỗi nha khách quan, phòng nào cũng có khách rồi, chỉ còn lại căn phòng này thôi. Hai vị chịu khó một chút đi. Phải đó, không sao đâu, chỉ ngủ có một đêm thôi, ngày mai là lên đường rồi. Không phiền hai vị nghỉ ngơi. Đi cả ngày mệt mỏi quá, suốt cuộc được ngủ một giấc. Cô nam quả nữ mà ở chung phòng thật sự không có hợp lễ nghĩa, đã trái lễ giáo. Huynh trở nên nghiêm túc từ hồi nào vậy? Hai chúng ta cũng đâu có làm gì. Hơn nữa mẹ cũng biết muội tặng khúc cây này cho huynh rồi, vậy tức là âm thầm chấp nhận quan hệ của chúng ta. Còn gì huynh phải né tránh nữa. Tóm lại quân tử không thừa phòng tối. Tôi ra ngoài nghỉ một lát nha. Tạm biệt. Nè. Không ổn rồi. Giá nào cũng phải rõ với cổ. Lỡ như ở kinh thành cổ mà gặp được Lệ Quân thì càng không xong á. Quân ngồi đây dễ bị bệnh lắm, vào phòng đi. Được. Huynh là đại nhân mà, huynh nằm trên giường mà ngủ dưới đất được rồi. Dĩ nhiên không được. Dù sao thập nhĩ muội cũng là nữ nhi, cô nằm trên giường đi ha. Cũng được. Vậy muội trải nệm giùm huynh nha. Trải xong rồi, ấm lắm. Cảm ơn. Nè, qua đây. Huynh coi. Hai con nhện cùng xây tổ ấm của mình và cùng nhã tơ kết mạng nữa. Bây giờ muội mới biết như thế nào là vĩnh kết độc tâm. Chà, cô coi, thì ra là hai con đực. À, thì ra là huynh đệ hợp sức cùng nhau kết mạng ha. Tôi hiểu rồi. Gì chứ, thứ khác thì muội không cãi với huynh. Còn nhện muội chơi từ nhỏ tới lớn, nhìn là biết đực hay cái rồi. Huynh coi, con nhỏ con lớn chắc chắn là con đực con cái, còn rất hợp ý nữa. Hợp ý là phu thê sao? Chà, cô coi nó đi, tìm người bạn khác kìa. Ý là con cái. Con đực này xấu quá, có mới nới cũ, để ta đập người chết mới được. Cô không thể một mực khẳng định nó có mới nới cũ. Biết đâu chúng đã quen nhau trước, nó cũng đâu muốn, cô cũng đâu có trách nó được, phải không? Vậy càng tệ, mình đã có con cái rồi còn quen con cái khác nữa, tức là bắt cả hai tay. Ta phải đập người chết mới được. Cô không thể nghĩ vậy. Có lẽ nó cũng không thích con cái, đâu có thể trách nó được chứ. Người ta không yêu ngươi mà cứ bám theo hoài. Kẻ đang chết là con cái, để ta đập ngươi chết mới được. Cũng không liên quan đến con cái, nó cũng vô tội mà. Nó không biết mọi chuyện như thế nào. Nhưng con đực có thể nói cho nó biết mà. Hả? Tất cả cũng tại con đực, bắt cá hai tay. Ta đập ngươi chết mới được. Ta đập ngươi chết. Đừng mà. Đồng Lâu, làm phiền cậu và thập nghĩa muội lặn lội đường xa tới kinh thành, hỗ trợ điều tra cho vụ án giết người liên quan. Đồng Lâu nghe nói nạn nhân trong vụ án đều là quý nữ trong kinh thành. Tất cả họ đều bị giết hại trước một hai ngày trước khi xuất giá. Đúng vậy. Một năm gần đây đã liên tục có ba quý nữ ở trong kinh thành đã bị giết chết. Vậy chúng ta phải bắt tên hung đồ này, không để hắn giết chết người vô tội nữa. Thủ pháp của kẻ hành hung dứt khoát gọn gàng, không để lại chút manh mối nào, cho nên đến nay vẫn nhỡ nhơ ngoài quốc pháp, khiến quý nữ trong kinh thành đều gặp nguy. Tất cả quyền quý đều ký tên trình lên triều đình. Bốn tòa phụng lệnh hoàng thượng phải mau chóng bắt hung đồ và quy án. Hai vị từng phá rất nhiều vụ án ở các châu huyện, tiếng tăm khắp nơi, cho nên bốn tòa cho mời hai vị lên kinh hỗ trợ điều tra vụ án này. Ân sư có lệnh, Đông Lâu và thập nghĩa muội nhất định làm hết khả năng mau chóng phá án, khôi phục trị an ở kinh thành. Tốt. Gần đây hai nhà dòng tộc trong kinh kết làm thông gia, đã cho ngày lành là ngày mốt làm lễ nghìn thần, không có thay đổi ngày khác. Ân sư cho rằng hung sự lần này rất có thể là mục tiêu kế tiếp của tên hung đồ. Đúng vậy. Quý nữ mà lần này xuất giá chính là ái nữ của Thích Thái Sử. Cổ còn là bạn thân thiết của Lệ Quân.
Lại Quân đã tới Thích Phủ để cùng đưa dâu. Nếu không, Đồng Lâu có thể gặp mặt Lại Quân sớm hơn. Ông nhờ dặn tiểu thư thân lắm sao? Hả? Dặn đại nhân là ân sư của tôi, nên tôi và dặn tiểu thư dĩ nhiên là thân rồi. Giờ này không còn sớm, hai người hãy vào nghỉ ngơi đi. Sáng mai Sở Hùng sẽ đưa cậu đến Thích Phủ tìm hiểu tình hình. Thích tiểu thư à, hãy thử loại phấn son mới này đi, sẽ làm da mặt cô trắng mịn hơn đó. Lệ Quân à, liệu có đỏ quá không? Không đâu, màu này rất hợp với Ninh, có thể nói là xinh đẹp quyến rũ. Khó trách đó sư phụ lại là nghi sư nổi tiếng trong kinh thành, cho nên vị tân nương này rất là xinh đẹp. Quá khen rồi, cũng như các vị quý nữ xuất thân danh môn, phẩm chất tao nhã, cho nên trang điểm vào càng thấy rạng rỡ đẹp mắt. Lệ Quân à, sau này quân xuất giá hãy nhờ đối sư phụ trang điểm, nhất định sẽ đẹp đó. Dặn tiểu thư xuất giá nhất định là chuyện lớn trong kinh thành, nếu tiểu thư không chê, đồng ý cho tiểu nhân trang điểm dùm. Được dựa vào cái phước của dặn tiểu thư thật là may mắn quá. Vậy đến chừng đó phải làm phiền đối sư phụ. Dạ được, dạ được. Đối sư phụ, y phục đã xong rồi, cô có vấn đề gì không? Tay nghề của sư phụ rất khéo, chẳng hay kiểu tóc này có tên là gì? Trời ơi, vòng xoa này là của mẹ ta tặng, sao người bất cẩn quá vậy? Xin lỗi. Xin lỗi nha, thích tiểu thư. Tới phụng hơi dụng dày chút. Lạc địa khai hoa, vinh hoa phú quý, tôi sẽ sửa cây trăm lại cho cô, bảo đảm phú quý cát tường. Đông Lâu đã đến phủ thái sử điều tra. Trước khi Thích Thanh Ninh chết đã bị chân đèn đập mạnh vào, từ vết thương cho thấy là bị kéo bén đâm chết. Hỷ phục mặc trên người hoàn chỉnh không rách, cho nên là sau khi chết được mặc vào. Sau khi hung thủ giết người rồi đã thay đồ cho nạn nhân, có thể bình tĩnh như vậy không phải nhất thời nóng nảy mà là có mưu tính trước. Đông Lâu cũng có cách nghĩ như vậy. Thập Kiếm Muội và những bộ khoái ở kinh thành từng đến phủ thái sử lục xét trong và ngoài, không có phát hiện hung khí hoặc những manh mối nào khác. Cha, Lệ Quân, con bị hoảng sợ, đại phu nói phải nghỉ ngơi mà. Con thấy đỡ nhiều rồi. Có điều con nhắm mắt lại thì thấy khuôn mặt chết thê thảm của Thế Ninh. Cha hãy đòi lại sự công bằng cho Thế Ninh đi. Cha biết rồi, con yên tâm đi. Lệ Quân, vừa rồi cô nói cô nhìn thấy hung đồ từ trong phòng đi ra, có nhìn thấy dung mạo của hắn hay đặc điểm nào khác không vậy? Lúc đó rất tối, hung đồ lại đi ra rất là nhanh. Lúc đó muội rất sợ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy lưng của hắn thôi, còn thấy trên người hắn dính rất nhiều máu. Tuy là dặn tiểu thư không thấy khuôn mặt của hắn, lỡ như hắn nghĩ cô nhìn thấy hắn mà còn nhận ra cô là dặn tiểu thư thì liệu hắn có giết muội diệt khẩu không? Đông Lâu à, huynh nhất định phải bảo vệ muội. Cô yên tâm, có cha cô đây nhất định sẽ bảo vệ cho cô. Cha cô sẽ tăng cường thị vệ để cô được an toàn. Phải rồi dặn tiểu thư, chỉ cần cô không rời khỏi đây thì sẽ không có ai làm hại được cô hết á. Không được, ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi phải đến phổ nhân tự làm pháp sự cho mẹ tôi. Không được, lỡ như giữa đường có chuyện gì thì hậu quả sẽ khó lường lắm đó. Không được, vì sự an toàn cho bản thân cô, pháp sự phải tạm ngưng một năm. Không được. Ta và Dung Thê tình nghĩa sâu nặng, cô không may chết sớm, pháp sự này ta nhất định phải làm cho cổ. Khi lọt lòng mẹ thì Lệ Quân đã không có mẹ, chỉ còn ngày giỗ mỗi năm mới có thể làm tròn chữ hiếu, muội nhất định phải đi. Được, dặn tiểu thư, cô cứ yên tâm đi.
Thầm nghĩ mũi này sẽ theo cô từng bước để bảo vệ cho cô. Không được, nếu không rời nửa bước bảo vệ sát bên người liệu có sát quá không? Không sao, chúng tôi đều là nữ nhi mà, cho dù ngủ chung cũng đâu có vấn đề gì ha. Phải đó, nghe nói võ công của thập nghĩa muội rất tài ba, được cô bảo vệ cho muội thì huynh cứ yên tâm. Chuyện đã đến nước này rồi, tức là không được cũng phải được. Đông Lâu, thật tình cảm ơn huynh, trong lúc bận rộn cũng dành thời gian cùng đi với muội. Giảng Thái Bảo là ân sư của tôi, cô là con của ân sư, có thể nói là yêu cả đường đi lối về, cần mà. Nếu mẹ có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng khi nhìn thấy hiện thế tương lai của con. Dạng phu nhân có đứa con hiếu thảo như cô, cho dù là công tử của nhà nào cưới được cô, cũng có thể nói là phải vỗ tay vui mừng, vui mừng, vui mừng, vui mừng. À Lệ Quân, cô mệt rồi, tôi đưa cô vào nghỉ ngơi nghe. Đông Lâu à? Nghỉ ngơi, không được nói nhiều nữa. Dạ được. Đi thôi. Ngủ ngon nha Lệ Quân, ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Chị Đông Lâu. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, trước mặt mọi người phải gọi tôi là Thủy Đại Nhân. Thủy Đại Nhân đó. Tại sao cô lại gọi huynh là Đông Lâu? Tình tứ quá vậy. Tình tứ cái gì? Cô là con gái của ân sư, địa vị cao hơn tôi, không lẽ gọi tôi là Thủy Đại Nhân? Đương nhiên là không được. Nên cô theo cha cô, gọi tôi là Đông Lâu chuyển thương. Vậy có cần nũng nịu như vậy không? Nũng nịu cái gì? Cô là con gái của ân sư như cha mẹ, tôi coi cổ như tiểu muội thôi, chuyển thường tình. Vậy cổ là tiểu muội của huynh cũng tức là tiểu muội của muội, muội có thể vào nói chuyện với cổ. Cô đừng có vào. Cô phải nhớ kỹ nè, làm người á phải phân công trước tư sau. Nè bây giờ công việc của cô là vệ sĩ, cận thân của Lệ Quân á, thì phải làm công việc vệ sĩ nên làm, không được nói với cổ lời nào hết. Nói hồi bị phân tâm, bị phân tâm ai sẽ bảo vệ cổ đi? Cũng có lý ha. Tất nhiên rồi. Phải rồi, vậy là đúng đó. Cô nhớ kỹ, làm việc mà vệ sĩ nên làm, giữ đúng cương vị. Không được nói với cổ lời nào hết nghe, cũng đừng vào đó, biết không? Ừ. Nhớ đó nghe. Được rồi. Mã khoái mà trước đó đứng đây canh giữ đâu rồi? Bấm lên nhân, cổ và Dạng tiểu thư vừa ra sau giường rồi. Cái gì? Lập bàn đi. Đừng. Sự chỉ cầm nhật nhật ghi chú, nhất sinh trận lực quay mình, vì lưu thực hiện chân lý sáng, dù sáng gian chân đều kiên nhẫn. Nhân sinh sở kiên chế kỳ trí, cố chấp bình quân ý ngõ vì chỉ. 所有事只要是有理，想做就做，天要知。从不贪，莫是名利，不以权贵，只势灵气。快乐人我做人真心，将自己舞留余地。明知不知，已笑知，明知不知，所知知，乐观一生，而有意思。盼望心真心，所做人宗旨，行乐习练人宗旨。